Chào các bạn, phía sau lưng mình là dòng mô tô ở xe máy Thành Tâm các bạn. Trong tháng 7 này, bên mình sẽ giảm giá thật sâu các dòng mô tô. Các bạn không nghe lầm đâu, từ 5 đến 8 triệu luôn đó các bạn. Đầu tiên là R15 phiên bản năm 2020. Giá gốc con này bên mình bán là 57 triệu đồng. Và ngày hôm nay sale trong tháng 7, các bạn chỉ cần 54 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu nó. Bên mình giảm ngay 3 triệu đồng cho các bạn. Tiếp theo vẫn là R15 các bạn, nhưng đời 2019, lên tem HP4 và trang bị khá nhiều đồ chơi các bạn, như là chống đổ nè, đèn hỗ trợ chiếu sáng nè, kính gù nè các bạn. Con này hiện tại giá gốc thì bên mình bán cái giá 55 triệu, nhưng trong chương trình khuyến mãi này, trong đợt này bên mình giảm 5 triệu luôn các bạn. Các bạn chỉ cần 50 triệu thôi là các bạn có thể sở hữu con R15 đời 2019 này. Tiếp theo các bạn, phía sau mình là con CBR150 của Honda. Con này phiên bản thể thao tem Repsol các bạn. Trước kia thì con mình hiện tại con này bên mình bán với giá là 63 triệu các bạn. Trong đợt sale mạnh 7 tháng 7 này thì bên cửa hàng mình giảm thẳng cho các bạn 8 triệu đồng luôn. Vì là tức là các bạn chỉ cần 55 triệu là các bạn có thể sở hữu CBR150 phiên bản thể thao tem Repsol này nha các bạn. Và tiếp theo nữa sẽ là Suzuki GSX Bandit 150. Con này hiện tại bên mình bán với giá là 46 triệu các bạn. Nhưng mà trong cái đợt giảm giá này thì bên mình bán với giá là 40 triệu, giảm thẳng các bạn 6 triệu đồng luôn. Thì là các bạn chỉ cần trả thẳng 40 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu được con Suzuki GSX Bandit 150. Chẳng những giảm giá sâu từ 5 đến 8 triệu các bạn, khi các bạn chọn mua những con xe này thì trong tầm giá từ 40 đến 60 triệu đồng thì bên mình hỗ trợ trả góp cho các bạn. Chính vì thế các bạn chỉ cần trả trước ít thôi, hoặc là có thể không trả trước 1.000 nào vẫn có thể sở hữu được các dòng mô tô ở cửa hàng bên mình các bạn. Các bạn chỉ cần căn cứ công dân có gắn chip nè, hóa đơn tiền điện 3 tháng gần nhất, kèm theo hai số điện thoại người thân là các bạn có thể lên hồ sơ. Hồ sơ được duyệt thì các bạn không cần trả trước, các chế độ bảo hành hậu mãi của mình vẫn thực hiện đúng theo quy định các bạn. Chính vì thế vừa giảm giá sâu vừa được hỗ trợ trả góp chế độ bảo hành hậu mãi lâu dài, thì các bạn hãy nhanh chân đến xe máy Thành Tâm để chọn một con mô tô, một con xe phân khối lớn bảo đảm khi ra đường cực ngầu luôn.